Hello các bạn, so cái video hôm nay á là sẽ nói về mobile home skirting. Specifically lý do tại sao cái skirting của mình á có thể bị hư hoại. So mobile home skirting á là cái miếng mà ráp ở dưới căn nhà của mình vòng vòng qua. So căn nhà của mình là nằm ở dưới phải không? Nằm ở trên actually. So cái skirting á là sẽ cover căn nhà của mình nằm ở trên cái foundation của nó. Đó là cái mobile home skirting. Với skirting á thì nó sẽ có đủ loại skirting hơn, nó sẽ có wood skirting nè, metal skirting nè, vinyl skirting cũng có luôn, có đủ thứ loại skirting luôn. Christina biết đó là, you know, với skirting á thì tùy theo cái skirting nào mà các bạn mua á, thì nó có thể ảnh hưởng với bao nhiêu long hoặc nó có thể giữ được căn nhà của mình. Và you know, nếu mà các bạn nào mà chọn skirting á, tốt hơn á là mình, cái thứ nhất á là mình chọn cái skirting nào mà nó vừa tới cái căn nhà của mình. So nếu mà các bạn nào mà có căn nhà của mình đã có metal ấy thì tốt hơn là mình làm metal skirting luôn cho nó nhìn, you know, nó nhìn đàng hoàng, one color one everything hết trơn. So Christina recommend cái đó. Và lý do tại sao skirting của mình có thể bị hư á, cái thứ nhất là quan trọng nhất luôn á, Christina thấy là thường thường nó bị nước vào đó. So nếu mà mình không có ráp cái skirting của mình đàng hoàng ở trong trong căn nhà đó thì nước có thể bắt đầu vào cái skirting của mình và làm nó lâu ngày bị yếu đi. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà các bạn nào mà có mấy con vật gì á mà họ chui xuống căn nhà đó, họ có thể làm một cái lỗ ở dòng cái skirting của mình. Thường thường vì đó thì nhiều như sau khi họ đã làm cái lỗ, cái con vật đó làm cái lỗ trong căn nhà của cái skirting của mình rồi đó, thì nó dễ lâu ngày bắt đầu, you know, deteriorate và bẻ đi tại vì nó đã bị lỗ trong đó rồi. Cái thứ ba nữa thì thường thường nếu mà các bạn nào mà để đồ gần cái skirting của mình á, lâu ngày có thể dớt vào và làm cái skirting của mình bắt đầu móp luôn. So đó là thường thường lý do tại sao cái skirting các bạn cái skirting của mình á có thể lâu ngày bị hư. Vì vậy Christina recommend đó là, you know, mấy vì cái skirting rất là quan trọng á, là mình check đàng hoàng, you know, mỗi tháng mình check skirting của mình, tại vì nhờ các bạn không muốn là cái skirting của mình cũng bị hư tại vì nó có thể ảnh hưởng cái foundation của mình được. Đó là ít cái information Christina nói về cái skirting. Nếu mà các bạn có question về skirting nữa thì Christina recommend đó là mình liên lạc cái người nào mà chú ý sửa mobile home thì họ có thể cho các bạn ít big information về đó nữa. Tại vì skirting nó rất là khó sửa, nó không có dễ đâu á. So Christina recommend đó mà mình, you know, mình liên lạc người professional đàng hoàng để cho giúp các bạn mất cái đó. So yeah, đó là cái video Christina làm hôm nay. Thank you các bạn.